Ngày 17 tháng 10 năm 2022, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng công binh của đơn vị này kết hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải đã thực hiện thu gom, xử lý an toàn một quả bom do người dân phát hiện trong quá trình cải tạo đất để xây dựng nhà. Địa điểm phát hiện quả bom là tại ấp 11 xã Lâm Hữu, thị xã Duyên Hải. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo, hai ban chỉ huy quân sự huyện Cộng Ngang và thị xã Duyên Hải đã cử cán bộ khảo sát, phân công lực lượng cắm biển cảnh báo không để người dân vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh chỉ đạo lực lượng công binh đến thu gom, đưa đi xử lý thành công, bảo đảm an toàn. Theo Thiếu tá Bao Quốc vệ, trợ lý công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết, quả bom do Mỹ sản xuất còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Quả bom còn nguyên ngòi đổ rất nguy hiểm, có chiều dài trên 1 mét, nặng 115 kg. Sau khi thu gom và xử lý an toàn, lực lượng công binh đã đưa quả bom về trường bắn huyện Tiểu Cần tập kết để chờ lực lượng công binh quân khu 9 đưa đi hủy nổ theo quy định. Được biết, từ đầu tháng 10 năm 2022 đến nay, lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh đã thu gom và xử lý an toàn hai quả bom do người dân địa phương trong quá trình khai thác đất sản xuất đã phát hiện và trình báo cơ quan chức năng xử lý an toàn.